Hôm nay mình tới tiệm Phúc Dương Seafood Restaurant nè các bạn. Tên này hơi đọc khó nhíu nha, Phúc Dương. Thì lobster bây giờ đó là 20 đồng 99, chỉ có limit one per person nha các bạn. Dạ, ở đây có cua nè, có đủ thứ, có bầu ngư rất là nhiều các bạn. Cái hồ thì hơi dơ, cái khó thấy nha. Đây các bạn, súp bông bóng cá, súp cua chứ. Cái tiêu lên đó mấy ngon. Mà hơi mặn không? Ăn chút xíu nữa đi. Đến đây. Để cho đây nó bị làm này cho nè, không có bị dầm vô tay nữa. Đây là tôm hùm tỏi bơ nè các bạn. Đây là hai con nha, một con là 20 đồng 99 cent, xào với mì. Yes. Có ổng mà ăn nhiều mà lại kêu ít nữa, sợ không hết, kêu hết mà. Wow, đã không các bạn? Đó, trời ơi, khói nè. Thịt nè các bạn. Quá đã luôn. Tổng cộng là 4 con nha các bạn, nhưng mà một con rất là nhỏ, tầm khoảng 1 pound. Dạ. Ê, sao mì này nó hơi ướt ha? Mì nó hơi ướt ta ha? Mà ngon không? Rất ngon nha các bạn, tôm hùm rất là tươi, tươi trong hồ bắt ra luôn. Cái sốt nó vẫn không ngon bằng Nha Trang nha các bạn. Cái sốt nó không ngon. Cái mì nó hơi bị ướt quá nè. Nhưng mà cái thịt tôm hùm này dĩ nhiên là ngon rồi. Nhưng mà cái tươi, tươi đúng rồi. Nhưng mà cái sốt thì không thể nào mà bằng nhà hàng Nha Trang mình đã ăn qua nha các bạn. Nhưng mà thịt thì rất là tươi. Đó. Chủ yếu là mình ăn cái thịt tôm hùm nữa các bạn. Cho nó coi. Đây các bạn. Mình mới ăn con bầu ngư rất là ngon luôn các bạn. Cái nước sốt rất là tuyệt vời luôn. Bầu ngư rất là ngon ở đây nha các bạn. Nước sốt là tuyệt vời, tươi. Thấy cái giá tiền. Đây các bạn. Earlier I asked you a vegetable, you say don't have it. What time did they order? The steam lard? No, this is it. Đậu hũ chiên giòn các bạn. Giờ đây là cái nước sốt của chấm với đậu hũ. Cái tôm hùm với tôm tao còn mì cho men nữa. Đây các bạn, đây là mì xào giòn hải sản. Cái miếng tiêu ấy. Nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn. Chúng ta sẽ chấm với ớt nè. Tôm hùm vẫn còn các bạn. Đây là tofu. Ăn đi. Ngon kì. Kì nó chỉ để ăn đậu hũ với cơm các bạn. Đây các bạn, 69 đồng 80 cent. Ở đây thường đi bao nhiêu người nó cũng tính tip đó các bạn. Nó có tip sẵn là 18% tip. Đây các bạn, đây là tiệm Tropic Bon View nè. Tiệm này thì nó nằm ngay ngoài biển luôn các bạn. Ngay biển luôn, mình có thể nhìn cái view ở ngoài biển luôn các bạn. Đây các bạn, trong nhà hàng mình có thể nhìn ra biển luôn các bạn. Ở đây là cái nhà hàng này ngay biển luôn các bạn.
Đây các bạn, steak và trứng của mình buổi sáng đây. Còn của Kiki nè, bacon, trứng. Sao nó đây nó có để giá nghĩ steak này không có loại good đâu các bạn, tại vì nó phần này chỉ có 33 đồng các bạn, cho nên mình nghĩ steak nó sẽ không có loại good. Rau các bạn, medium rare nè các bạn. Steak thì chúng ta phải medium rare nha các bạn. Đó, cái màu hồng. Cái này vẫn chưa có đẹp lắm nha các bạn. Mình thấy cái hồng này chưa có đẹp. Rồi. Steak cũng ok lắm các bạn. Với lại có mấy cái khoai này ngon rồi các bạn. Potato, khoai ngọt, khoai tím. Trứng thì mình chưa có ăn nha, nhưng mà steak thì ok. Nó hơi dai các bạn. Steak thì hơi bị dai. Ăn steak thì còn lâu. Đây các bạn, ăn hai món 33 đồng với món Kiki 13 đồng. Khuế vô là 48 đồng. Khuế ở đây rẻ nha các bạn. Đây các bạn, tiệm Island Village của chị Tiểu Vân Phan nè các bạn. Island Village Coffee rất là đông luôn. Tiệm này có cái view rất là đẹp các bạn, ở trên lầu nha. Đó, mình có thể ngồi trên này nhìn xuống được luôn. Đây các bạn, đây là một ly là coconut mocha với một cái vintage mocha nha. Hai cái này rất là nổi tiếng ở đây nè. Nó nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn. Ở trên là dừa. Chỗ này là đặc sản ở đây. Nếu mà các bạn đi buổi trưa rất là đông nha. Rồi chúng ta có thể nhìn xuống dưới này, người đi bộ rất là đông luôn các bạn. Hiện tại bây giờ là 9:40 mà người ta đi nè các bạn thấy không? Còn rất là đông các bạn, khu này khu shopping lớn, hồi sáng mình có đi rồi đó. Nó giống như là Santana Row các bạn ơi. Yeah, bây giờ mình sực nhớ rồi, giống Santana Row á buổi tối nè. Nhưng mà nó bự hơn và nó có biển các bạn, biển kế bên luôn. Đây các bạn, thì mình thấy cái nước coconut không ngon bằng cái vintage mocha này các bạn. Tại vì cái này nó cũng có coconut trong này luôn nè. Nó là Macadana gì đó, mình cũng không nhớ cái tên, nó Macadana Vintage Macadana Mocha. Rất là ngon luôn. Còn cái coconut mình thấy cũng ok nhưng mà nó không ngon. Nói chung là hai cái nước này rất là ok các bạn. Mình cảm ơn bạn Tiểu Vân Phan nha, đã giúp mình uống được hai cái nước rất là ngon. Thai apple trong trái thơm với nước này tuyệt vời luôn các bạn. Cái lại ăn cái cục cơm buổi sáng rất là ngon. Ngon, cầm video đây lại. Móc kẹp cũng còn đông quá.
Đây các bạn, đây là McDonald's nè. Thì người ta nói ở đây có pie, apple pie rất là ngon, với lại cơm với ham với trứng nè. Mình ăn rồi mình thấy cũng rất là bình thường, không có gì đặc biệt các bạn. Không có gì đặc biệt cả. Đây là tiệm McDonald's. Spam, egg và bacon các bạn. Mình rất thích cục này nha. Qua đây mình ăn cục này rất là ngon luôn. Có factory các bạn ở lầu 2 trong cái shopping mall này. Nhìn chán không các bạn? Hành nè. Ui trời, giờ cậu hành. Thèm phở quá rồi, chịu hết nổi phải ăn thôi các bạn. Nhìn tô phở chán luôn. Giác giống như đang ăn mì gói mà. Ôi trời. Các bạn nhìn đi. Nhưng mà được cái tô nhựa nó sạch các bạn. Mình nói thiệt nha, cái tô phở này mình còn thấy thích hơn là ăn ở trong tiệm các bạn. Tiệm nó dơ kinh khủng luôn. Ở đây đổ nè, nên tất cả là đồ to go ăn xong rồi dục, cho nên nó rất là sạch các bạn. Nhá, bạn nào muốn thì tới phở factory test thì mình biết là không ngon rồi. Nhưng mà được ăn phở là mừng đó rồi các bạn. Đây bịch giá nè. Ở đây không có tương ngót các bạn, chỉ có tương đen à. Đây các bạn, đây là cái cơm rất là ngon của chị Tiểu Vân Phan nè. Cái tiệm này nó nằm rất là nhiều chỗ chứ không phải là cái chỗ kia của mình nha. Nhưng mà chỗ này mình thấy sang hơn nè. Đó, các bạn muốn ăn cái cục đó thì các bạn mua ở đây ăn. Rất là ngon luôn nha. Rất là rẻ, có 2 đồng mấy cục. Spam nè, có thích ăn nào? Spam. Đủ thứ đó. Ok. Qua đây phải ăn cái cục này nha các bạn. Cục này rất là nổi tiếng ở đây, giống như sushi vậy. Mua chỗ khác là ăn không ngon liền. Các bạn mà mua mấy cái chỗ khác giống như ABC Store đồ ăn dở hoặc là trong chợ, phải là cái tiệm này nó mới ngon nha. Tiệm này nó mới chuyên về cái này đó. Thì ở đây là mình tới ngày cuối cùng thì mình mới kiếm được nhiều quán ăn ngon ở chỗ shopping mall này các bạn. Đó, đi mới biết được các bạn, nhưng mà đã quá trễ rồi. Đó, dạo này mình ăn toàn mấy đồ dở mà do mình không biết ở đây có rất là nhiều đồ ăn nè. Đây các bạn mới mua cái loại cơm spam với lại avocado với tôm rất là ngon các bạn. Ở đây thì nó hơi nguội, cái chỗ bữa mình ăn thì nó nóng hơi nha các bạn. Chưa bữa sáng. Còn đây Kiki ăn trứng với lại ham với bacon nè các bạn. Ham trứng với lại bacon. Giờ mình sẽ vô tiệm Lapis Hawaii Ice Cream và Coffee nè các bạn.
Đây các bạn, đây là pineapple coconut ice cream này các bạn. Cái này tầm khoảng 7 đồng. Ngon không? Nó tính thêm cái cone thì 1 đồng 25 nữa, cái scoop như 5 đồng mấy. Lên đi. Nó nói thử đi là đưa em có rất vừa. Ok. Anh đây các bạn, đây là quán Leonor, quán bán và bánh donut có cái nhân ở trong rất là ngon luôn. Bạn nào tới Hawaii thì nhớ ghé đây nè. Đó, bakery. Các bạn có thể search trên Google Maps hoặc Apple Maps cũng được nha. Đánh vô cái tên. Các bạn thấy không? Rất là đông người đang đứng xếp hàng. Cái này thì chỉ có to go thôi nha các bạn. Thì 6 cái cho 9 đồng, 12 cái là 18 đồng. Giá cũng rất ok, các bạn không có mắc. Còn nếu các bạn mà muốn mua một cái thì tầm khoảng 1 đồng 95 cái. Đây các bạn, mình mua ổi ở đây rất là ngon nha. Mình mua 2 cái ổi coconut. Trời ơi, ông làm phát chế cái bánh này hả? Kì ăn thử đi. Giống như cái ăn thử đi. Nè cho. Ngon. Ngon. This one doesn't have. Ok. Có cái nhân nè. Cái nhân này chắc nhân dừa nè. Lạ nó ngon á. Ngon. Cái bánh này nó lạ nhưng mà ăn cũng ngán á, mới ngon ngọt á. Ngọt hả? Ừ. Cái này nhân gì đây? Nhân dừa. Cái bột này là nó làm bột nếp. Ừ. Biết không? Ừ, bột nếp á. Nếp á. Nó rất là nổi tiếng nha các bạn. Nó lạ. Bây giờ mình sẽ ăn cái loại ổi nè các bạn. Các bạn thấy không? Rất là ngon luôn. Cái này là nhân gì? Đây mình quên cái nhân rồi các bạn. Chắc là của cũng coconut luôn các bạn. Ăn đi, đi coi. Chưa mở ra hết luôn. Kỳ vậy. Dạ. Các bạn, mình khuyên các bạn nên ăn như ổi và như xoài thôi các bạn. Hoặc là original không có cream các bạn thì nó sẽ ngon hơn. Nhiều khi cream nó không có ngon các bạn. Nó làm cái bánh nó dở đi. Thì tùy các bạn thôi. Thì theo ý kiến của mình đó là ổi coconut thì nó ngon, với lại cái loại original không có cream các bạn.